Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi xuất hiện trong loạt chương trình hài kịch và nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bão Qua Làng, Gió Làng Kình, Tình Khúc Bạch Dương, Những Cô Gái Trong Thành Phố. Nhờ nét diễn xuất đa dạng, Công Lý thủ vai từ nhân vật lưu manh, đầu gấu, người đàn ông của gia đình đến cô đầu đọc đảnh của Gặp Nhau Cuối Năm. Trong phim Hướng Dương Ngược Nắng, Đang Làm Mưa Làm Gió trên Giờ Vàng Phim Việt, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vào vai ông Vụ, phó tổng giám đốc phụ trách về nhân sự trong Cao Dược. Ông Vụ cũng là đối thủ ngầm cạnh tranh, luôn âm thầm ngáng chân, sẵn sàng chơi bẩn để hạ bệ tổng giám đốc điều hành của Cao Dược bà Bạch Cúc, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà đóng. Vai diễn phản diện này nhận được nhiều chú ý từ khán giả. Đây cũng là một vai ban đầu bị ghét của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Công Lý là một trong những gương mặt xuất sắc của giới diễn viên miền Bắc, tuy nhiên anh trải qua không ít thăng trầm trong tình cảm. Ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, U50 mới hạnh phúc bên vợ kém 15 tuổi. Nâng khăn sửa túi cho Công Lý trong 5 năm qua là vợ mới cưới Ngọc Hà. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2021 vừa qua. Ngọc Hà là phóng viên mảng giải trí tại Hà Nội, cô kém Công Lý 15 tuổi nhưng quyết định gắn bó với anh nhờ sự chân thành, mộc mạc trong tình yêu. Ngoài đời, Ngọc Hà được nhận xét là cô gái tích cực, đảm đang. Từ khi yêu Công Lý, cô luôn tư vấn trang phục cho bạn trai, cũng như tập tành nấu ăn để hâm nóng tình cảm gia đình. Chia sẻ về mối quan hệ với danh hài sinh năm 1973, Ngọc Hà nói: "Không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi và anh ấy luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày dành sự tôn trọng và yêu thương để sau này không ai phải nuối tiếc." Về phía Công Lý, anh tâm sự: "Để đòi hỏi ở tôi sự ga lăng, lãng mạn là không có. Người ta hay nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Tôi không có được những lời bóng bẩy, hoa mỹ. Nói ra chỉ thấy ngượng. Tôi thể hiện tình cảm bằng cách làm đúng với những gì cảm xúc muốn thể hiện." Không chỉ nhận được sự ủng hộ của fan hâm mộ, Ngọc Hà còn rất thân thiết với vợ cũ và các con riêng của Công Lý. Trước khi đến với Ngọc Hà, Công Lý từng trải qua nhiều lận đận chuyện tình cảm. Anh trải qua 2 lần ly hôn và thừa nhận, nhìn lại những chặng đường đã qua, anh luôn thấy mình có lỗi với người này, người kia, có lỗi với cả bậc sinh thành đã luôn phải lo lắng cho mình. Người vợ đầu tiên của Công Lý là Thục Khuê, một nữ đạo diễn làm việc tại đài truyền hình Việt Nam. Cả hai có với nhau một cô con gái sinh năm 2001 và chia tay trong lặng lẽ. Cho tới tận bây giờ, cuộc hôn nhân này luôn khiến Công Lý day dứt và thương vợ cũ rất nhiều. Hiện, vợ cũ của anh cũng đã tái hôn và đang có con nhỏ. Sau Thục Khuê, Công Lý bén duyên với nữ MC Thảo Vân. Sự đồng điệu khiến cả hai quyết định về chung một nhà. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, Công Lý từng chia sẻ. Tuy nhiên, sau 6 năm chung sống, Công Lý và Thảo Vân chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Dù vậy, cả hai vẫn đối xử với nhau một cách văn minh, hòa thuận vì sự quan tâm chung là cậu con trai gia bảo. Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, Công Lý tâm sự, nhưng sau tất cả, tôi và hai vợ cũ vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống với các con, rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng và không bị nặng nề những câu chuyện của quá khứ. Sự nghiệp thỏa mãn, cuộc sống nếu có thế này, thế kia, âu cũng là số phận của mỗi người. Thông tin về cuộc sống hôn nhân đời thường của nghệ sĩ nhân dân Công Lý ông Vụ trong Hướng Dương Ngược Nắng xin được khép lại tại đây. Chúc anh có một sức khỏe, một tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn bên cô vợ Ngọc Hà trẻ trung xinh đẹp, một mối quan hệ thật đẹp với vợ cũ và các con. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.